bà chấm ơn hai cú sân ai cho cho này tê bởi xong bà tê xin niếm cơ bù này khá hai chàng trăm bà chàng sông khá nam đúng đê tí có lên chùm bà cây flicker có lên chùm bà sạc chìm có lên chùm bà ranger sạc có lên chùm bà cá sân đôi chìa lên có lên chùm bà rock đôi chìa mà chờ bà khăn thêm tên nụ bà thêm moon sun có lên chùm bà valor yên có lên chùm bà cá chá psycho có lên chùm bà esmeralda đôi chìa cất có lên chùm bà cool frat hang gaming có lên chùm bà bruno vòng này bà trong early game bà cứ tham muốn son vượt ba chỉ muốn là sát khả năng mạnh tên chỉ muốn là cá boss kia phương nên khả không đi cứ che trái một đồn có đôi chỉ mình cá hay mà support bị kháng cái đời và sau chỉ mình thêm phải cứ là cắt ai thua cao support bạn khả không đi muốn son chi em lâu ca fan chỉ muốn là blue boss chơi thua mà đa chỉ muốn là khả không early game đi mình cá gang ai bị yếm có đôi chỉ top lên khả lớn đi bà cứ flicker và đa pi tham đó khả lớn đi hay game mình à cắt gang ai chứ bà chân bà thì mấy ba máu cúp máu cứ sang đặt lẽ cô tham đồn đôi chân bà thon lên ní mình tết đi gàng áo cho lừa chìm phong máy là thon tết đi lên chìm hoặc ai rồi chỉ chìm lên chìm hoặc ai chờ bà tô khả năng ní bố trang ngó nâng khả năng bà thon lên ní cứ thét đó bà xong rãi bà thai bị sai cô đôi chân thọp lên ní anh vô bà này lên bà chạy khách má lôi nâng khả năng early gàng ní cứ gỗ trang ngó thét bà mình nạm kháng đôi chân khả năng ní lên anh em mình kai bạc ní phong tay bỏ mà xìa mà xìa bà tay áo toàn mình kai thêm phai nhu lê để anh phun ở khả năng smart cuộn lên sai cô mà đây bằng tay mà tay sai cô chi em long cát là chi đó thôi rồi chỉ mình ca tung lên ở khả năng đi ô sai chat đặt chưa mà tên cái đôi chỉ khả năng đi sạc ở bé bùa đấy anh phun ca hasley ban group p liên là yên cái đôi chỉ muốn sơn bà chơi khả năng đi muốn sơn coi là bé bùa đôi khi nó có sai quay qua mà đấy chỉ muốn valor bao quát cái đôi chỉ khả năng lớn đi bà blue vỡ thế đó mà sao lại chỉ muốn sai cô bằng tay bà chỉ đa cho máu chuột chỉ muốn là muốn sơn bà tay bà khơi một khnết thôi ở sư mà thế ê đá máu rèm skia đôi chị mình cà bóp lơ cho được khả năng chị phải tố bà lên mà nèm skia tay mà nó bà đôi chị sai khổ ô chiêm chọc ô bà tay lấy đá cho tới sloy bà tay khả năng đi chui mẹ mày chút cái đôi chị mình khả năng đi chạy slow mùi first lot kia nên ai cho bà bị yên phong tay bà khả năng đi hết chiêm nó cá chập cả lửa sạc phong tay bỏ chạy mùi ảnh lô cho anh đại tế ô bà lô cho anh tế thì cá lên mùi 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 bà còn tay trong càng nghe được bỏ khang thêm bà đừng nụ bởi thêm quạt cả lắng mơ khơi chỉ muốn nâng bà lục ẩn tay trong tay nó đi hẹn ngày mình khơi muối và toa thơ ấy thế fan chỉ thua mà đá và tay công cang như bỏ hàng thêm đơn nụ bờ thêm có phong đạt hạ chúng mình là tay sơ anh vô ban đại tỷ thể chỗ tay chặt cho chúng mình là flicker thua cá chạy slow mới bị yên mong đại đôi chân thằng nó đi rồi cá bằng ultimate qua vô tay đó thằng nó đi rồi kia đôi chân ultimate cá chọn anti mới mong đại chọn từ lớn sạ một tay sạ thằng nó đi thu thon nên tay thua cá vô ban mong đại pin psycho một tay psycho đánh ban hơi thằng nó đi lên chỉ em nó cá gẹn men thằng không chịu to một tay cúp đây gờ gì bị sạ mong đại chỉ em nó cá cúp một tay cúp bắt trong từ lớn hẹn ngày mình tay thằng nó đi chỗ máu thì anti vô tay đó bị yên là bay chui sực luôn lớn muốn son mong đại bà mùi prai tai bọn nó ai thua ca lên mùi mùi bao bên phong đáy bọn tai mà chắc mà nơi ai thua ca to thay chụp một đồng bông kia bàn và nơi khả năng thô thoát tại sao đập sai cốt có chi nhiễm nóng ca phật khất từ lửa thô thoát chắc qua vô thô thoát ban chân mà chắc là bọc hàn thêm và nô phía vợ ơ của qua thua ca ở Haslet từ lỡ sai cô ban đôi khi ẩn chân cứ thô thoát cứ smart nằm off nấy bà đôi chân bật thoát lên nóng đi lô chuột ăn đi mua cho từ lỡ chim nóng đi chim anh đánh phong đây chiều sau đấy cho xía tình tam vô tam đông thay thằng nóng đi cắt bị mục tiêu bị yên sai cô nên tại thua cả Haslet ba từ lỡ chim phong đây đôi chị khi qua từ lỡ nó bật thoát lên đi chim là tại thua cả destroy ban ba sugar daddy thằng nóng đi đào cả lòng mép khơi của ta toàn phơi anh tê à cắt thằng nóng đi anh hê chắp chọp từ lỡ sugar daddy là tê hê chắp chọp muôn tay gỗ trang gõ nên ai thua ca yong ban thét đào ban lại bị sai bị sai cô không đây vừa cá chép slow muối đã bay clear chỉ muốn đằng sắt mi niếm còn tay thằng nóng đi qua từ red top lên ha destroy bị trôm cang như là bỏ khang thêm bà no fear for bà thằng hai còn thằng lên anh mới cá thêm phai hê chặt mũi chốt lên su gờ bê đi tay cái nóng đi hê ghé mình chi yếm nóng cá tuột cho được cái nóng tay cái nóng đi chốt sai cô bà thằng hai bà lấy thua cá hát lên vô tạm đâu đôi chị khẳng nóng đi lấy chi yếm nóng cái hình miết chip to cũng slow mũi bị hạ cất đôi chị khẳng nóng đi bà chỉ muốn bảo sinh bó mũi đôi chị cặp chặt san chuột bà thằng hai cái nóng đi chốt san lên lên tay lên chi yếm nóng cái khó tập tia tay cái nóng đi buồn tuần sma ô nhà mày đây phong thông vô tạm đâu đôi chị miết cá bao chỉ muốn bảo sinh bó mũi tay hạ cất sò chi mà đá trong cái bàn tay mình cá ติดตามก็ติดก็จับไปไปอ่ะกันโอ้ counter skill ปุ่นตายนั่นไอ้ทุกการ์ดสไลด์ไปปิดสระบังได้ระยะโยตามเราปีมิสเตอร์จิมก็โดนเช็คขังน้องนี่ยิ้มน้องการ์ดสายเตี้ยมวยก็โดนจีจิมสอเชียมมาคล้องปุ่นตายขังน้องนี่ก็ติดก็จับปุ่นตายมีการ์ดเฮซีซีโจระหังขังน้องนุ่มเต๋บ้ามวยปลายใต้บนนอสมาร์ทเจอร์บอกข้างทีมโนเฟียฝ่าเออทุกการ์ดสไลด์ไปปีโร่บังได้ก็โดนเช็คขังน้องนี่ดันโทรทอดใต้เนเซอร์ไอ้หนึ่งโยบานได้เต๋กัดไซโบวิ่งมาโดนใจขี้เนี่ยมันเนี่ยมาโดนใจลอยขี้เนี่ยสมาร์ทโทรทอดฮาร์สบินสแลนด์บ้านสมาร์ทจิตโครงการ
ឆ្លើយឡាយយកចង់តាក់តាក់មកអីវិញស្លូតបាទអរគុណច្រើនប្រូវីបង25ស្តារអរគុណច្រើនរ៉ាដឺខាងក្នុងនេះអាចមានការធីមហ្វាយជាបន្តដែរទេគណៈពេលដល់ក្រុមការងាររបស់ខាងធីមអូយ៉ាងមិនដែរលេងគួរទៅលើអាកិតបដៃផងដែរអស់ឈាមមួយកង់ប៉ុន្តែក្នុងនេះឈាមក្នុងការឃ្លៀជាមួយនឹងចាងហ្គោលបាទអត់ចង់ឲ្យគេស្ទីលច្រើនទេប៉ុន្តែហ្គោលខាងក្នុងនេះខុសគ្នាតែ2000ហ្គោលតែប៉ុណ្ណោះបាទជាមួយនឹងហ្គោលអឺនរបស់គាត់ខាងក្នុងនេះមានការដើរចូលទៅផ្លិចចាប់ទៀងកោយកតាមដល់ទៅលើឈាមហាស្លែនយកតាមដល់អ៊ីសគៀបអ៊ីអៀងដូចជាមានការបង្វើអាទីជាប់ដូចជាមានការបុកអាទីមួយពីលេងផងដែរប៉ុន្តែចាយអត់ដល់បងអាទីបាត់ទៅហើយអូស្គៀដូចជាខាងក្នុងនេះមានការប្រាស់មួយចូលមកបើក្លាសាត់យកតែម្ដងអាទីមេតភ្លីងសាត់មួយផងដែរដូចជាអកិតដាច់យកតែម្ដងពីភ្លីងចុះគីលីងស្ព្រីដូចជាសាក់គីលីងស្ព្រីដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងនេះចុះសាត់គួរបដៃពីលេងហាសឡែនអ៊ីស៊ីគីលយកតែម្ដងប៉ុន្តែក្នុងនេះធីមហ្វាយនៅមីតឡែនក្រុមការងាររបស់ខាងធីមទៅនោះបើធីមកំពុងតែមានបញ្ហាខ្លាំងមែនទែនអូម៉ាយជីទៅសោះអៀងក៏ដូចជាហេងហ្គេមីងប៉ុន្តែធីវ៉ាន់តរ៉េតមីតឡែនហាឌីស្ទ្រយបាត់ទៅហើយពីក្រុមការងាររបស់ខាងធីមបាទ No Fear For Us បាទយ៉ាងមិនដែរចូលទៅខាងក្នុងបោះចៃមួយលោតជន់មួយជាប់ទៅលើអៀងប៉ុន្តែអៀងនៅតែអាចធ្វើការប្លីងចេញបានដូចជា T2 នៅ Mid Lane អាចមានការដាច់ផងដែរអាកាត់ខាងក្នុងនេះធេមកហើយប៉ូឃ្លៀមីនីមមួយប៉ុន្តែក្នុងនេះអាកាត់អាចមានគ្រោះថ្នាក់លោតជន់មួយស្វាល់អាទីយកតែម្ដងប៉ុន្តែមានការបោកជុំនឹងបោកស៊ីងបោកមួយលោតជន់អាទីប៉ុន្តែអស់មកកង់អូ my god លោតមកអស់មកកង់តែម្ដងពីស្គីលរបស់សាក់ក៏ដូចជា Flicker បាទទូងយកទូងយកបានល្អមែនទែន Hard Lane Easy Kill ទៅលើ Psycho យកតែម្ដងបាទយ៉ាងមិនដែរក្រុមការងាររបស់ខាងធីមប៉ារ៉ានូបើធីមដាច់អស់ម្នាក់បាត់ទៅហើយសល់តែ4នាក់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រុមការងាររបស់ខាងធីមបាទ No Fear For Us ជាយមក្នុងការ farm មួយមួយចិត្តចាក់មកវិញផងដែរបាទយ៉ាងមិនដែរត្រាស់នៅខាងក្នុងហ្គេមនេះបាទដូចជារឿងមានលំនឹងប៉ុន្តែបាទ Go គឺខុសគ្នាដល់ទៅបាទ 6,000 Go ឯណោះបាទចូលបើកម៉ែមួយពី DD គប់ចៃមួយលោតជន់យកតែម្ដងប៉ុន្តែអត់ទាន់មិនធ្វើអីទេពី Sugar ក៏ដូចជាមានការទូងបាទគួរទៅលើ Daddy ម្ដងប៉ុន្តែហួរអូកាត់បាទជីមតអត់ចាក់ប្រាំងប៉ុន្តែក្រុងនេះ Daddy សោយមួយក៏ដូចជាមានការបវលអាទីយកតែម្ដងប្រារោរួចខ្លួនតែខាងក្រុងនេះមានការចាក់ស្គៀមមួយបើកសាត់ Ultimate ចូលតែម្ដងបាទពី Flicker ប៉ុន្តែ Flicker នៅក្នុងសាត់នោះទេប៉ុន្តែក្រុងនេះទួប្រយុទ្ធបាទសាក់ចូល Hard Slay យកតែម្ដងក៏ដូចជាលេងបើកម៉ែប៉ុន្តែលេងនៅតែអាចធ្វើការ Hard Slay បានពីក្រុមការងាររបស់ខាងធីមទៅនោះបើធីមបាទយ៉ាងមិនដែរបាទខាងក្នុងនេះយ៉ាងមិនដែរក្រុមការងាររបស់ខាងធីម No Fear For Us ជាក្នុងការលេងមួយមួយមកវិញផងដែរក៏ដូចជា T2 Threat កាត់ខ្សែបូបានបាត់ទៅហើយនៅឯ Mid Lane បាទយ៉ាងមិនដែរក្រុមការងារទាំងពីរកំពុងតែលេងចិត្តត្រជាក់មកយ៉ាងមួយមួយយ៉ាងសេបមកវិញផងដែរបាទកុំភ្លើងហ្វាមមួយមួយជាមួយនឹង Go Jungle ក៏ដូចជា Blue បាទ Clear Jungle អស់តែម្ដងអត់ចង់ឲ្យគេ Steal ច្រើននោះទេប៉ុន្តែសាក់ខាងក្នុងនេះពោះនៅខាងក្នុងស្មើគឺ Map ដូចគ្នាបាទសាននេះមកទៅមកមែនតើពេលគាត់ឃើញមូនសុនជេស្គីអស់ចាំគាត់ CC ចូលទៅខាងក្នុងល្អមែនតើព្រះអាទិត្យលោតជាប់ជាប់ពីរោអូ my god កំពូលស្គីទៅជាខាងក្នុងនេះជេស្គីប្រោប្រៅអថាលីបាអត់ទាន់ទេក៏ដូចជាមានការទាញស្គីមួយផងដែរប្រវត្តិអាទិត្យមួយពីដេនីក៏ដូចជាមានការទាញអាទិត្យចូលទៅលើជីមប៉ុន្តែជីមនៅតែអាចធ្វើការដកថយបានដេនីសោះម្ដាយធ្វើការលោតចេញមួយផុតប៉ុន្តែខាងក្នុងនេះលេងសោះម្ដាយតែចូលតែម្ដងធៀលអេកស្ព្រីប៉ុន្តែក្រុមការងាររបស់ខាងធីម No Fear For Us កំពុងតែលបធ្ងន់ខ្លាំងមែនតើត្រូវការពេទ្យជាបន្ទាន់បាទប្រាក់ទៅតែយកតែម្ដងយ៉ាងមិនដែរមានការរិះខោទៅផ្ទះមួយបាត់ទៅហើយអូយ៉ាងមិនដែរលោតចេញតាន់ដោយសារតែក្រុមការងាររបស់ខាងធីម The Noob Team ជាយមក្នុងការដេញតាមក៏ដូចជាខាងក្នុងនេះជីមអាចមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរព្រោះដូចជាក្រុមការងាររបស់ខាងធីម The Noob Team ឈ្នះធីម Fight មួយធ្វើការថាជាមួយនឹង T2 Threat យកតែម្ដង T2 Mid Lane អាចដាច់ផងដែរយ៉ាងមិនដែរអូអត់ដាច់មានការលោតជន់មួយបើអាទីជន់ទៅលើមូនស៊ុនសុខលៀនជាងដូចជាខាងក្នុងនេះឡាស៊ីចុងក្រោយបាទសិកកណាត់អាចធ្វើការ Hard Slam បានដោយសារតែគាត់ធ្វើការ Blink ជាមួយនឹងសត្វរបស់គាត់បានល្អមែនទែនអូម៉ៃជីប៉ុន្តែក្រុមការងាររបស់ខាងធីម The Noob Team ជាយមក្នុងការលេងចិត្តជាមួយមួយមកវិញក៏ដូចជាមានការឃ្លៀជាមួយនឹង Go Chang Go ផងដែរបាទធ្វើការបាល់សពតតែម្ដងជាមួយនឹង Lord ខាងក្នុងនេះអាចនឹង Team Fight 5 vs 4ដែរទេប្រាប់លើមួយពីលេងក៏ដូចជា Lord ខាងក្នុងនេះយកបាត់បាត់ទៅហើយពីក្រុមការងាររបស់ខាងធីម No Fear For Us What are you doing The Noob Team បាទអូ my god បាទល្អមែនទែនខាងក្នុងនេះ Noober Team ខាងក្នុងនេះអាចនឹងធ្វើការបាទ comeback in series ពីខាង Team No Fear For Us ដែរទេបាទឥឡូវនេះអ្នកនរគ្នាអាចចុច sticker ដើម្បីគាំទ្រទៅ idol អ្នកនរគ្នាបានផងដែរបាទដល់ខាង Team The Noober Team អាចចុច sticker បៃដងក៏ដូចជា No Fear For Us អាចចុច sticker wow ដើម្បីគាំទ្រពួកគាត់ផងដែរបាទ
យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងនេះមានការឃ្លាជាមួយនឹងឆាងកផងដែរហើយមានទីបាយក៏ដូចជាដេននេះក្នុងនេះលេងជាមួយនឹងអាកាយបានល្អមែនតើបាទដល់ឆែក map ឃើញឃើញខ្ទេចតែម្ដង initiate retreat បោះជាយកនៅការឆែកជាមួយរបស់ season របស់ខាងធីមបាទដនុបើធីមខាងក្នុងនេះជួយជាមួយនឹង roaming បាំងកាយមកដើម្បីជួយសង្គ្រោះតនពេលវេលាពីទៅហើយបាទបើសិនជាដេននេះលោតជាន់ត្រូវប្រព័ន្ធ RT គាត់អាចមានបញ្ហាជាមួយក្រុមដនុបើធីមបាទឥឡូវនេះរងចាំតែវត្តមានរបស់លោកឡតទេលោកឡតកំពុងតែដើរមកបដាបដាហើយបាទដោយសារតែគាត់ធ្វើការអង្គប្រជុំជាមួយលោកឡតមួយថ្ងៃហើយអញ្ចឹងគឺគាត់ពិភាក្សាគ្នាត្រូវបាទយកបានលោកឡតធ្វើកូនចៅធ្វើការថាជាមួយនឹង T3 Trade នៅបន្ទាន់តែយកតែដកហេចាប់ជាប់ទៅដល់លេងក៏តែដកដូចជាមានការជួយ roaming spin ដកមែនតើតែនេះដាច់មុនគេក៏ដូចជាអាកិតស្ដាច់ទៅវិញដូចគ្នាសោះទៅសោះមកតែ shut down ស្គៀតចាំ100%តែម្ដងក៏ដូចជាខាងក្នុងនេះបាទទាំងយ៉ាងមីងតបោខៀពី flicker បាត់ទៅហើយក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់ខានធីមទៅនោះបើធីមសតពីអ្នកតែម្ដងបើអាទីឡើងសាត់បាញ់យកតែម្ដងអូ my god អៀក៏ដូចជា last man standing moon son ដាច់បាត់ទៅហើយក៏ដូចជា wide out GG បាត់ទៅហើយ come back is real be no fear for us បាទ come back is real be no fear for us ល្អមែនទែនបាទ comeback ទៅលើ the noober team នៅក្នុងលទ្ធផល17តនឹង7ក៏ដូចជា game 11នាទីតែប៉ុណ្ណោះហ៊ូបាទ comeback តតែបានពីក្រុមការងាររបស់ខាង team No Fear for Us អញ្ចឹង game ទី3នៅតែអាចមានផងដែរអញ្ចឹងចាំមើលថាអូទាំងអស់គ្នា No Fear for Us ឬក៏ the noober team តើជាអ្នកយកចិត្តជំនះនៅក្នុង game យប់នេះផងដែរបាទ